Sư huynh đắc tội rồi. Sư huynh đắc tội rồi. Sư huynh, huynh đánh thật sao? Sư huynh, chiếc áo sắt của huynh đúng là lợi hại thiệt đó. Nè Tiểu Ngư, Thiếu Lâm Tự, ba vị sư huynh của Đồng Nhân Trận cho con điểm số trung bình là 88,78 điểm. Số điểm này so với điểm năm đó của sư phụ thấp hơn gần 20 điểm đó. Thế này thì không được đâu. Nè Tiểu Ngư, lúc con 3 tuổi, ba mẹ của con đó đã gửi con tới Thiếu Lâm Tự của ta để học tập. Từ lúc đó tới giờ con chưa từng rời khỏi đây. Con có cầm giấy giới thiệu là học sinh trao đổi của thầy giáo Trường Võ Thuật chưa? Tiến sĩ Trương Tường là nhà khoa học nổi tiếng, vô cùng nghiêm khắc đó. Con sống trong nhà của người ta, phải chú ý tới mọi thứ. Sư phụ à, con nghe thầy nói hết đã, con đừng gấp gáp. Sư phụ, đuổi theo đi, đuổi theo nhanh lên. Nè cẩn thận, con chậm một chút đi. Thầy mệt thở không ra hơi rồi, con chạy chậm chút đi. Thầy không đuổi kịp con đâu đó. Lâm Thu Nam, 15 tuổi, học sinh lớp 7, chủ lực của câu lạc bộ Taekwondo. Cuộc thi đấu giao lưu Taekwondo giữa trường trung học thực nghiệm thành phố Bắc Hòa và trường trung học Trung Đông Seoul. Tiểu Lan, 15 tuổi, học sinh lớp 7, quản lý câu lạc bộ Taekwondo. Tiểu Bắc, học sinh lớp 4, em trai của Tiểu Lan. Lâm Sang Sang, 10 tuổi, học sinh lớp 4, em gái của Lâm Thu Nam. Bắt đầu. Dừng. Lại lần nữa. Hay. Hay quá, trận đấu này đẹp trai chết đi được.
Chị à, cả buổi chiều nay rồi, trong mắt của chị ngoại trừ anh Thu Nam ra thì không còn gì hết phải không? Em còn dám nói chị sao? Trong mắt của em ngoài đồ ăn vặt thiếu dinh dưỡng ra thì còn cái gì đâu. Bụng thì to tới mức nhét vừa trái bóng rổ luôn. Đợi tới khi về trường rồi em có thể vượt qua bài kiểm tra sức khỏe mới là lạ đó. Đúng là to thiệt đó. Còn nữa, chị là quản lý câu lạc bộ Taekwondo. Nhiệm vụ của chị là giúp các đội viên thống kê tổng kết kinh nghiệm thi đấu. Em thì hiểu gì chứ. Nhìn anh Thu Nam mỉm cười ngốc nghếch cũng là công việc của chị phải không? Em nói cái gì? Ý của em muốn nói là hình như chị chưa nếm qua vị khoai tây chiên này rồi. Đúng là chưa từng nếm qua. Em sao lại còn ăn nữa chứ? Rõ ràng là chị đang ăn mà. Em nhanh dọn dẹp ngăn nắp phòng ốc cho chị đi. Đợi tới ngày học sinh trao đổi đến, phòng ốc bừa bộn lộn xộn như vậy thì mất mặt lắm. Tiểu Lan, sao con lại mập như vậy rồi? Bố ơi, con là Tiểu Bắc. À phải rồi, Tiểu Bắc. Bố ơi, chị ngược đãi con, chị không cho con ăn cơm. Bố mau về giải cứu đi. Bố đang chuẩn bị tan làm đây, lại còn gấp rút làm báo cáo thực nghiệm. Con nói coi có giận không chứ? Bố rất nhớ tụi con, chỉ mong có thể sớm về thôi. Bố à, bố nhanh chóng hoàn thành báo cáo rồi về nhà nhanh đi, không cần tìm cớ giải thích đâu. Thật sự công việc của bố rất bận, nào có thời gian đi kiếm cớ giải thích chứ. À phải rồi Tiểu Lan, bạn học sinh trao đổi của trường tụi con đã tới hay chưa? Nói là sẽ tới trong hai ngày này. Vậy thì bố đành nhờ Tiểu Lan quan tâm chăm sóc. Tiểu Lan vất vả rồi. Bố à, lúc mẹ ra đi, bố nói là bố sẽ chăm sóc tốt cho con và Tiểu Bắc. Dạo gần đây con và Tiểu Bắc toàn ăn đồ ăn vặt và gọi đồ ăn nhanh về thôi. Bây giờ lại đến thêm một người nữa, nhưng con cảm thấy ngon lắm đó. Em im đi. Cho nên bố đã đặc biệt chuẩn bị cho các con một món quà rồi. Các con nhận được chưa? Không cần phải xem đâu chị à. Chị còn không hiểu bố của chúng ta sao? Quà tặng chỉ là vỏ bọc thôi. Đúng là không ai hiểu bố bằng con trai. Phải rồi, đây chính là thành quả làm việc mấy năm nay của bố. Các con nhất định phải giữ cho kỹ đó, có biết chưa? Nhất định không được da dở đụng hư. Khẳng định là bố lại lấy những phát minh vô dụng của mình làm quà tặng gửi cho tụi con phải không? Trương Tiểu Bắc, 10 tuổi, thành phố Bắc Hoa, trường tiểu học thực nghiệm. Trương Tiểu Lan, 15 tuổi, thành phố Bắc Hoa, trường trung học thực nghiệm. Có người đến rồi, chờ con một chút. Pháp danh của đệ tử là Thích Tiểu Ngư, là học sinh của trường Võ Thuật Thiếu Lâm, đến tham gia hoạt động trao đổi học sinh. Là Tiểu Ngư sư phụ, vào trong nhanh đi. Tiểu Bắc, đây chính là học sinh trao đổi Tiểu Ngư sư phụ. Em ấy chính là Tiểu Bắc, chị là chị của em ấy. Em có thể gọi chị là chị Tiểu Lan. Đi đường vất vả rồi, em có đói không? Ở đây nhiều đồ ăn lắm. Em qua đó ngồi đi. Tiến sĩ Trương, anh âm thầm phát triển thứ gọi là đồ linh số 9. Nó đã bị anh giấu đi đâu rồi? Nói mau, món đồ đó để ở đâu? Đồ linh số 9 là thứ có thể mô phỏng giọng nói của người vợ đã mất của tôi. Là đồ chơi mô phỏng thông minh, được dùng để bầu bạn cùng với hai đứa con của tôi. Bịa chuyện, anh cứ tiếp tục bịa đi. Tôi thích nhất là nghe người khác kể chuyện đó. Đồ đâu? Giao ra đây. Tiến sĩ Trương, giá cả bao nhiêu đều có thể thảo luận được mà. Tôi nhất định sẽ cầm trong tay đồ linh số 9. Anh nghe cho kỹ đây, đừng hòng giở trò với tôi. Tiến sĩ Trương, anh có nghe qua câu chuyện xưa của Ngụy Văn Hậu hay không? Ở thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, người đứng đầu của Ngụy Quốc là Ngụy Văn Hậu.
Người gọi là Ngụy Văn Hầu này, hắn ta vô cùng trung thực. Bất kể là đối với người già hay là con nít hay là quan lại. Nhưng mà có một ngày, hắn ta ở trong một khu rừng nhỏ, giao hẹn với người trông coi khu rừng đó. Có phải câu chuyện này của anh dài quá hay không? Ông chủ, hơi dài đó. Vậy thì anh sẽ đổi câu chuyện khác. Tôi sẽ kể cho ông nghe câu chuyện về người nông dân và con rắn. Ông chủ, ông chủ, vậy chúng ta là người nông dân hay là con rắn vậy? Nhảm nhí, đương nhiên là người nông dân rồi. Cậu, ông chủ đã tìm thấy lập trình của đồ linh số 9 đã bị hủy mất rồi, không thể sửa chữa hồi phục. Có thể hồi phục không? Có thể. Không thể hồi phục được, đồ vô dụng. Nhưng cái gì? Chúng ta đã tìm ra một đoạn video giám sát, anh xem đi. Phóng to lên, xem thử địa chỉ đi. Nhìn địa chỉ đi. Cho dù tốn bao nhiêu tiền đi nữa, anh cũng nhất định phải tìm ra nó. Ông chủ, ông chủ, việc này em có thể làm được. Anh tin cậu đó. Trói lại đem đi. Đại ca, chúng ta được chứ? Cậu từ nông thôn tới đây, chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài là dạng gì. Đại ca của cậu biệt danh chính là không quá lạnh lùng. Đại ca, không lẽ anh lạnh sao? Tiểu Bắc, làm gì vậy? Em có biết là em ở trong đó lâu lắm được không? Đúng là không lịch sự. Chị đếm 1-3 lần cuối cùng, nếu không chị... Tiểu Ngư, sau này em và Tiểu Bắc sống cùng nhau trong phòng này nha. Là nhà này sao? Trương Tường đó đã gửi một bưu kiện tới đây. Cậu làm gì vậy? Sao? Xông vào. Anh thấy cậu không chỉ là bị cà lâm, mà não còn có vấn đề nữa đó. Tôn chỉ hành động của chúng ta là gì? Có trí tuệ, có lòng dũng cảm, giành thắng lợi một cách chắc chắn. Cậu đừng có suốt ngày ồn ào như vậy. Cũng chỉ có mỗi tên ngốc như cậu mới nghĩ tới chuyện đột nhập vào ăn trộm. Vậy anh nói phải làm sao đây? Chờ tới sáng mai, lúc đám con nít này đi học rồi, hai đứa chúng ta lẻn vào bên trong, tìm cái đồ gì mà tên là gấu trúc vô dụng đó, sau đó rời đi. Thần không biết, quỷ không hay. Vậy đó không phải là đột nhập ăn trộm sao? Theo như ta nghe được, ra quyền đi, ra quyền đi, quyền cước Thăng Long. Đức Phật ở nước Xá Vệ trong một thời gian, ở trong giường của Tu Đạt La. Quyền cước Thăng Long, ra quyền đi, ra quyền cước đi. Phải rồi, đánh đi, đánh đi.
dùng đất Phật trải qua hơn 10.000 tỷ. Quyền cước Thăng Long có một thế giới tên là Quyền cước Thăng Long. Không đúng. Có một thế giới tên là Cực Lạc. Trong đó có Phật, hiệu là Phật A-di-đà. Nè cậu bé Thiếu Lâm Tự kia, pháp hiệu của tại hạ là Tiểu Ngư, không phải là cậu bé. Cậu có thể yên tĩnh một chút được không? Không được. Sư phụ nói, chuyện hôm nay chớ để ngày mai, tụng kinh sáng và tụng kinh tối đều không được phép để lỡ hay chi chưa trì quản. Chỉ cậu có thể tụng niệm trong lòng thôi được không? Quyền cước Thăng Long, ra quyền đi, ra quyền đi. Hút lấy hắn, phải rồi, hút lấy hắn. Ra quyền đi. Hay chúng ta cùng chơi đi. Nè, tới giờ đi ngủ rồi đó. Xin chào, tôi là Đồ Linh số 9. Hãy nói ra tên của bạn đi. Mình sao? Mình tên là Tiểu Lan. Giọng nói đã được nhận dạng và đang chuyển chế độ. Vui lòng đặt mật khẩu bằng giọng nói. Mật khẩu gì chứ? Mật khẩu đã được cài đặt thành công. Lan Lan, mẹ là mẹ của con. Mẹ, tôi là thiết bị thông minh mô phỏng giọng nói của mẹ. Gần đây có tâm sự gì không? Cứ nói cho mẹ biết đi. Con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng rất là nhớ con. Con cùng với bố và Tiểu Bắc phải chăm sóc tốt cho bản thân. Khi nào nhớ mẹ thì có thể nói chuyện cùng với mẹ. Nè Tiểu Bắc, em nhanh lên đi. Ra ngoài rồi. Ra rồi kìa. Nghe tôi nói đây. Một chút nữa anh sẽ trèo tường vào. Còn cậu thì canh chừng. Điện gì mà điện. Lát nữa khi vào, nếu như có vấn đề gì, cậu huýt sáo báo hiệu cho anh. Gấu gì chứ? Cậu nói hay anh nói? Gấu trúc điện tử. Đại ca, cho em một cơ hội đi. Nếu như em có vấn đề gì, đều có thể nói trực tiếp với giáo viên. Giáo viên sẽ giải quyết cho em, rõ chưa? Em lên lớp nhớ ngoan ngoãn đó. Chào buổi sáng, Thu Nam. Chào buổi sáng, Sang Sang. Chào chị. Buổi sáng. Cảm ơn nha. Cậu ấy là học sinh trao đổi của Thiếu Lâm Tự. Gần đây cảm ơn cậu đã đem bữa sáng cho mình. Bố của mình không có ở nhà, thật sự rất nhức đầu. Không sao đâu, đồ của mình đâu? Tổng kết trận đấu lần trước của cậu, mình đã làm giúp cậu rồi. Thắng thì thắng rồi, nhưng tấn công và phòng thủ đều không ít vấn đề đó. Đặc biệt là hay khinh địch. Nhất định phải duy trì trạng thái thắng liên tiếp, không được thua đó. Thua sao? Sao có thể chứ? Đứng lại đó. Chị Tiểu Lan, ông ta lấy cấp độ của chị. Cấu trúc điện tử của chị.
Giao đồ ra đây. Tránh ra. Nè. Nè. Dậy đi. Đừng manh động. Trả cho cậu nè. Đừng đánh. Đây. Thu Nam giỏi quá. Giỏi quá đi. Đi thôi. Chạy đi đâu? Sao hắn lại muốn lấy cắp cấu trúc của chị? Có cần báo cảnh sát không? Là tên lưu manh thôi, không mất đồ là tốt rồi. Trả chị nè. Cảm ơn nha. Thu Nam cảm ơn cậu. Lớp 32. Các em học sinh, võ thuật truyền thống là di sản văn hóa quan trọng của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Để phát huy văn hóa võ thuật Trung Hoa, kế thừa tinh thần võ thuật Trung Hoa, chúng ta xây dựng mối quan hệ thân thiết với trường võ thuật Thiếu Lâm. Có một bạn học mới lấy tư cách là học sinh trao đổi tới lớp chúng mình ngày hôm nay để giao lưu học tập. Chúng ta hãy cùng quan ngân tiểu sư phụ Thích Tiểu Ngư. Xin chào mọi người, mình tên là Thích Tiểu Ngư, năm nay 8 tuổi, là đệ tử đời thứ 35 của Thiếu Lâm Tự. Cậu thật sự là người của Thiếu Lâm Tự sao? Cậu biết La Hán Quyền không? Dạy Gián Long Thập Bát Chưởng. Đồ ngốc, cái đó là của cái bang. Vậy lớn lên cậu có kết hôn không? Cậu có thể biểu diễn công phu của cậu cho bọn mình xem không? Phải đó. Trật tự đi. Muốn biểu diễn thì đợi tới tiết thể dục có được không? Này các em, thứ gọi là thiếu niên mạnh thì Trung Quốc mạnh. Đứng vững trong xã hội, xây dựng tổ quốc đều cần có một cơ thể khỏe mạnh. Tháng sau chúng ta sẽ có một buổi kiểm tra thể chất một năm một lần. Kiểm tra không đạt thì tất cả hạng mục kiểm tra tổng hợp cuối kỳ đều không đạt. Đã nghe rõ chưa? Dạ nghe rõ rồi. Vào vị trí đi. Chuẩn bị. Tiểu Ngư giỏi quá đi. Phải đó, giỏi quá. Tiểu Ngư giỏi quá đi. 298 299 300.
Tiểu Ngư cậu tuyệt vời quá. Phải đó, Tiểu Ngư giỏi quá. Để em. Được rồi, đừng cười nữa. Đẩy gậy cao lên, lắc hai cánh tay trước mặt của bạn. Hai tay đan vào nhau, thả lỏng phần mông, nhẹ nhàng nắm lấy cán gậy, sao cho cánh tay nằm chính xác trên tuyến đi đã được định trước. Tốt vô cùng. Kém một chút. Ông chủ, lần đánh này của anh đã vượt qua số gậy tiêu chuẩn 50 gậy. Đây không được tính là số gậy tiêu chuẩn sao? Lại một gậy nữa nha. Nè nè, anh thân, tôi nói xen vào một câu nha. Thật ra khoảng cách đến từ lỗ nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 mét. Theo quan sát của tôi, lần này bất kể là tốc độ hay là độ ẩm, hoặc là đường đạn, đều không có vấn đề. Có lẽ vấn đề xuất hiện ở tư thế đánh bóng. Hay là anh thử lại xem, dùng gậy đẩy thử xem. Tôi chỉ muốn thử thách bản thân một chút thôi, không được sao? Tình hình bên đó sao rồi? Ông chủ, kế hoạch của chúng tôi tiến hành vô cùng thuận lợi. Không đến tối nay, mục tiêu sẽ tới tay. Đừng có làm lỡ chuyện đó. Phía bên mua ở chợ đen đã liên lạc với tôi rồi. Yên tâm đi, không lỡ được đâu. Vậy thì được. Trước đây khi mình luyện công cùng sư phụ, cũng giống như cậu bây giờ. Nhưng mà sư phụ nói với mình là nhất định phải kiên trì. Vậy nên ngày nào mình cũng luyện tập kiên trì, mỗi ngày tiến bộ một chút, liền trở thành như hiện tại. Mình làm được thì cậu cũng làm được thôi. Hay là như vậy, sau này mỗi buổi sáng thức dậy, mình đều sẽ tập cùng với cậu. Nhưng nếu mình không dậy được thì sao? Vậy thì mình sẽ dùng chiêu hậu quyền gọi cậu dậy. Nè Tiểu Ngư, nếu như muốn luyện tới trình độ như của cậu thì cần khoảng bao lâu? Bắt đầu từ ngày đầu tiên học võ, La Hán Quyền một năm, Đại Hồng Quyền và Tiểu Hồng Quyền mỗi thứ một năm, sau đó là Ngũ Hành Quyền. Được rồi, mình chỉ cần thông qua kiểm tra là được rồi. Chị ơi, Tiểu Bắc, Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, cậu cũng tới sao? Sang Sang, hôm nay lúc học thể dục cậu giỏi lắm đó. Sang Sang, nhưng mà so với anh mình thì vẫn kém hơn một chút. Hay là ngày nào đó cậu và anh mình đấu thử xem. Mình đoán nhất định anh mình sẽ giỏi hơn. Sang Sang, cậu ăn đồ ăn vặt không? Đại ca, hình như cổ của em đã bị gãy rồi đó. Làm gì cũng không xong. Vậy anh nói coi, bây giờ phải làm sao? Anh chỉ cần 10 giây vượt tường vào bên trong, 20 giây mở cửa, 30 giây đi vào trong biệt thự, 40 giây tìm con cấu trúc đáng chết kia, 50 giây rút lui. Đại công cáo thành. Chị, vậy còn em? Cậu sao? Cậu phải phụ trách chứng kiến thành công của anh. Đại ca, sao anh lại trở thành con nhím rồi? Bao nhiêu thứ không trồng, lại đi trồng xương rồng.
đúng là đáng ghét. Đại ca, chúng ta đột nhập trộm như vậy, nếu bị cảnh sát bắt được sẽ tuyên án đúng không? Anh đương nhiên là biết. Chúng ta đang mạo hiểm cả mạng sống, không được thất bại đâu. Đừng làm ồn. Đúng là món đồ dễ trách. Cậu có thôi đi không? Cậu làm gì vậy? Là em sợ đó. Nhìn bộ dạng nhát gáy của cậu đi, làm sao có thể hành tẩu giang hồ cùng anh. Đại ca, anh sao vậy? Anh sợ nhện sao? Đại ca là đang dạy cậu, dưới tình huống như vậy làm thế nào để tự cứu lấy mình? Chia ra hành động. Anh đánh nó làm gì chứ? Đừng làm ồn. Cậu đang định làm gì vậy? Đại ca là ở đó. Ở đó có người đó. Người đó ở đâu? Đừng có làm ồn mà. Ở đó có người. Đại ca, ở đó có người đó. Ở đó có người. Đừng có làm ồn mà. Đừng làm ồn. Đồng nghiệp thôi. Có phải là đồng nghiệp không? Đánh nó. Đánh không trúng. Ai vậy? Nè Tiểu Ngư, sao trễ vậy rồi mà còn chưa ngủ? Em luyện thuật xuyên tường sao? Nhà mình có chìa khóa mà. Không phải đâu. Khi nãy nhà có trộm đó, em còn đánh nhau với họ. Sau đó thì được rồi, có trộm. Lần sau có trộm nhớ báo cảnh sát đó. Đi ngủ thôi. Buồn ngủ chết đi được. Ngủ thôi, ngủ thôi. Chúng ta bước vào lần luyện tập tiếp theo. Chuẩn bị xong chưa? Tôi chuẩn bị xong rồi. Các cậu thì sao? Máy phun sương tạo ẩm điện tử hình gấu trúc. Giỏi lắm. 3 ngày sau, giao dịch với bên mua. Đến lúc đó tôi còn nói gì đây? Thời tiết khô hanh, da dễ bị khô nứt. Mua một cái máy phun sương tạo ẩm đi.
Anh Thần, tôi nói xen vào một câu nha. Dựa vào độ ấm nhiệt độ hiện tại bên trong phòng này, còn có cả khoảng cách của bóng và cả độ cao này nữa, tôi đề nghị anh dùng kệ sắt số 3 đi. Ông chủ, cái tên vệ sĩ đó mạnh quá, nhảy cao 3m6 đánh bọn em. Nếu không phải chị em biết võ công, căn bản là không quay về được rồi. Ông chủ, cho cậu một cơ hội nữa. 2 ngày sau, nếu như tao không thấy gấu trúc điện tử, kết cục của hai đứa mày sẽ giống như hắn. Đừng cử động, để yên đi. Sang, sao cậu không vui vậy? Mình không muốn trưởng thành đâu. Phiền muộn của việc trưởng thành chính là như vậy. Đợi cậu trưởng thành rồi sẽ biết thôi. Mình không muốn giống như họ. Ôi trời ơi, xấu thiệt đó. Nhưng tại sao mình thấy cảm thấy họ hơi quen đó. Lợi hại quá. Này Tiểu Ngư, cậu với anh mình ai giỏi hơn? Mình cũng đang muốn biết. Vậy thì thử đi. Sang, mua sữa chua cho cậu nè. Anh dám đấu với Tiểu Ngư không? Anh không muốn đấu với nhóc con đâu. Này Tiểu Ngư, em có được không? Em muốn thử. Thử thì thử đi. Thua rồi thì em đừng có khóc đó. Đại ca, ra tay chưa? Cần học sinh quá sẽ dễ bị lộ tẩy. Chờ thêm một chút nữa đi. Đại ca chờ đã, tóc của em bị mắc vào rồi. Anh giỏi thiệt đó. Sang, cậu uống sữa chua không? Cậu chỉ biết ăn thôi, có gì giỏi giang chứ. Tới đây thôi, em không đánh lại anh đâu. Vậy thì chưa chắc. Có biến thái. Mình nhớ rồi, họ chính là kẻ trộm ngày hôm qua. Mau bắt họ lại đi. Đại ca,
Qua đây. Mấy đứa đứng im đó, nếu không bọn tao sẽ giết nó. Bỏ cô ấy ra, đừng có cử động, lùi ra sau hết cho tao. Tao sẽ giết nó đó. Cẩn thận, coi chừng cướp. Chúng ta đi, đi thôi. Cả tới văn phòng cho thầy. Lần sau gặp tình huống này phải báo cảnh sát trước. Bọn chú sẽ điều tra. Cảm ơn chú cảnh sát. Có mất thứ gì không? Dạ, con gấu trúc điện tử. To khoảng như vậy. Bên trên có nút ấn. Ấn vào sẽ mô phỏng được tiếng người. Ngoài gấu trúc điện tử ra thì còn mất thứ gì không? Trước mắt thì không có. Chú cảnh sát, gấu trúc điện tử này rất quan trọng với cháu. Có thể mô phỏng lại giọng nói của mẹ cháu. Xin chú nhất định phải tìm ra. Yên tâm đi, bọn chú sẽ cố gắng. Ai đi với chúng tôi một chuyến làm ghi chép. Sau này có thông tin nhất định phải liên lạc với chúng tôi ngay. Để tôi đi cho. Cô ơi, bọn em có thể đi được chưa? Chưa giải quyết xong mà đi cái gì chứ? Bọn em không mất thứ gì cả. Không phải vấn đề mất đồ, mà phát hiện kẻ trộm thì nên nói với thầy cô ngay, để cho thầy cô thông báo với cảnh sát, chứ không phải tự mình giải quyết như vậy. Cô à, còn hai em nữa, đã là học sinh cấp 2 mà còn làm loạn cùng với chúng. Nè Tiểu Ngư, luyện võ với các bạn học không có vấn đề, nhưng tăng cường thể chất, tu thân dưỡng tính mới là mục đích chân chính của các em. Không phải để em gây chuyện rắc rối, ngang nhiên đánh nhau. Tự kiểm điểm lại hết cho cô. Đúng là phiền phức, về nhà còn phải viết kiểm điểm. May mà bố mình không có ở nhà đó. Nếu như mình không chỉ để ý so đấu với Tiểu Ngư thì đồ của cậu sẽ không mất. Xin lỗi nha. Chị Tiểu Lan, thực ra em cũng sai. Là em đòi xem Tiểu Ngư so đấu với anh của em, cho nên mọi chuyện mới tồi tệ như vậy. Tiểu Ngư đâu rồi? Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, người đâu rồi? Nè Tiểu Ngư, nè Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, chúng ta chia nhau ra tìm đi. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, cậu ở đâu? Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, em ở đâu? Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, em ở đâu? Tiểu Ngư, cậu ở đâu? Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, có ở đây không? Tiểu Ngư. Là em sao? Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chúng ta về nhà đi, không có gì to tát đâu. Tuy là cậu muốn so đấu với anh Thu Nam, quên trong ba lô của chị là mất cấu trúc điện tử, nhưng mà bọn mình sẽ không trách cậu đâu. Không biết khuyên thì im miệng đi. Nè Tiểu Ngư, chuyện này tuy em cũng có trách nhiệm, nhưng mà cũng không phải là trách nhiệm một mình em. Chị là chủ của nó, chị càng nên chăm sóc tốt cho nó. Vì vậy chuyện đã xảy ra rồi thì chúng ta nên nghĩ cách giải quyết mới là quan trọng. Đồng ý với chị đi, giúp chị đi tìm nó về, có được không?
trời sắp mưa nữa rồi. Em không ra ngoài, bọn mình sẽ dầm mưa hết đó. Nào, chúng mình cùng nhau đi tìm nó đi. Nào, 1, 2, 3, về nhà thôi. Đi. Tôi đã phá giải điện thoại của anh rồi. Nhưng mà anh lại xóa hết dữ liệu bên trong đó. Đi qua như vậy, rốt cuộc mật mã của cái này là gì chứ? Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Sinh nhật con gái anh, sinh nhật con trai anh, sinh nhật của anh sao? Mật mã là sinh nhật của hắn. Thôi đi, đừng có lề mề với tôi. Chương trình sắp bị phá giải rồi. Anh để bên kia chuẩn bị 200 triệu đô la đi. Ông chủ, phá giải rồi. Thật sao? Nhập mật khẩu. Cái thằng tranh con chưa làm được sao? Đơn giản mà nói, chính là phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Phải để ý tới người khác, phải đối mặt với bản thân mình. Để ý người khác, đối mặt với bản thân. Anh Thu Nam, em đã hiểu rồi. Theo điều tra của chúng tôi, đằng sau vụ án có liên quan tới thế lực đen mà chúng tôi đang truy nã. Mọi người phải chú ý an toàn, giữ liên lạc với chúng tôi mọi lúc. Nhớ cho kỹ đó. Anh hỏi cái gì chứ? Chúng ta không dễ dàng gì. Cảm ơn cậu nha. Lập trình của nó khó phá giải vô cùng. Không phải, chủ yếu là cái này. Ông chủ, làm xong rồi. Mật khẩu tường lửa. Để đàn em tôi nói chuyện với anh. Nói đi. Ông chủ, cho chúng tôi thêm một ngày nữa. Thằng nhãi này. Được rồi các em, tiết học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Trước khi tan học, cô muốn nhắc lại với các em, cho dù là đang đi học hay là trên đường về nhà, cho dù là ở trong trường hay là trên đường đi học, tan học, thì các em phải chú ý an toàn. An toàn đó. Tan học đi, tan học. Em chào thầy cô. Ông chủ, làm xong rồi. Gửi tiền đi. 96, 97, 98, 99, 100. Mật khẩu giọng nói. Sự nhẫn nại của ông đây là có giới hạn nha. Điện thoại có mật mã, gấu trúc cũng cần mật mã, chương trình cũng cần mật mã. Nói đi, rốt cuộc mật mã giọng nói là cái gì? Tiến sĩ Trương, đâu rồi sao? Nói đi chứ. Nói đi. Mật khẩu giọng nói rốt cuộc là cái gì? Tôi thật sự là không biết. Không biết. Vậy thì tôi
Anh xem. Tiểu Lan, bố ơi, tiệc sinh nhật bắt đầu lúc 6 giờ hôm nay, bố tự sắp xếp đi. Tiểu Lan, tối nay bố sẽ đến đúng giờ và cho con một bất ngờ. Đừng động vào con gái của tôi. Là anh ép tôi thôi. Đừng động vào con gái của tôi. Cảnh sát chắc chắn bắt được anh. Anh đúng là đồ súc sinh. Bộ quần áo này của cậu quê mùa quá. Sư phụ từng nói, trong nơi trang trọng phải mặc quần áo nghiêm chỉnh. Hôm nay là sinh nhật của chị Tiểu Lan, mình phải mặc nghiêm túc. Đây là một kiểu lịch sự với người khác, nhưng mà cậu vẫn rất quê mùa. Nè cậu em, mua quà đi. Đủ loại gấu bông luôn. Có phải anh muốn mua cho chị của em không? Nói lung tung. Anh chuẩn bị lâu rồi. Mặt của anh đỏ rồi kìa. Nói bậy. Tặng thì nói tặng đi có gì đâu. Anh Thu Nam, anh từng nói người luyện võ phải để ý người khác, cũng phải đối mặt với bản thân mình. A-di-đà Phật. Vì vậy em nghĩ anh nên mua nó đi. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn nha. Ăn cái gì mà ăn, mập không đi nổi đây nè. Đừng có ăn nữa. Mình chỉ ăn một chút thôi mà. Bố đến cửa rồi. Lan Lan, mau đến đây, có quà cho con. Bố, bố về rồi sao? Bố. Tiểu Lan, con chạy đi. Mau chạy đi. Cứu mạng với. Cứu. Chị Tiểu Lan nhất định sẽ thích quà của em. Buông nó ra. Lên xe đi. Lên xe, đi thôi. Tiểu Bắc, Sang Sang, hai đứa mau báo cảnh sát đi. Anh đuổi theo trước, không thể để họ chạy mất. Em đi với anh. Sang Sang, cậu đừng đi, chỗ đó nguy hiểm lắm. Giao cho mình sẽ đi một mình. Alo, là chú cảnh sát sao? Cháu muốn báo án. Chị Tiểu Lan đã bị bắt cóc rồi. Anh của cháu đang đuổi theo. Dạ chân. Anh của cháu mang theo điện thoại. Bọn chú lập tức tới ngay. Các cháu nhớ chú ý an toàn, bảo vệ bản thân đó. Các chú sắp đến rồi. Đừng nhúc nhích. Ngoan ngoãn đi. Tiểu Lan.
cứu giới. Chị Tiểu Lan, anh Thu Nam. Chị Tiểu Lan, sao em lại tới đây? Đây hình như là phòng thí nghiệm của bố em đó. Sao? Được rồi, chúng ta chia nhau ra hành động đi. Sao? Em không sợ đâu. Tiền tôi đem tới rồi, chúng ta còn chờ gì nữa? Thư giãn đi. Muốn hút xì gà không? Anh giỡn mặt sao? Chúng tôi tới bàn chuyện làm ăn, chút nữa còn có chuyến bay. Thời gian không còn nhiều đâu, anh đừng có giở trò. Thư giãn đi người anh em. Hãy tin tôi. Cứu tôi với. Buông tôi ra. Anh xem, tụi nó tới rồi kìa. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Bố. Bố ơi. Bố. Rốt cuộc các người định làm gì? Thả bố tôi ra. Cảm động ghê đó. Nước da của con gái anh đẹp thiệt đó. Cho nên tôi không biết phải nên hạ vào ở đâu. Ở đây nha. Hay là ở đây? Tôi rạch giúp cho cô bé đôi mắt kiểu Tây là được rồi. Giống như người ngoại quốc. Đẹp tuyệt vời luôn. Tránh ra. Tránh ra. Nói đi. Mật khẩu giọng nói là cái gì? Tôi không biết. Mật khẩu cái gì chứ? Mật khẩu giọng nói chính xác. Bố. Bố có sao không? Đại ca, chờ khi hàng này thành công rồi, em muốn rửa tay gác kiếm. Sao vậy? Em bị mệt đó. Tôi nói cậu nghe, lúc chúng ta làm streamer, cậu đã kêu than mệt mỏi. Làm nghề này cậu vẫn kêu mệt mỏi. Vậy làm nghề gì không mệt chứ? Ở không sao? Alo, chú cảnh sát sao? Dạ phải, chúng cháu đã tìm thấy họ rồi. Bọn chú đã định vị được địa điểm, bây giờ đang trên đường tới. Các cháu phải chú ý an toàn đó. Vậy thì cháu... Lúc còn làm streamer, em càng thấy mệt hơn đó chứ. Đại ca, em muốn đi tè. Cậu thiệt tình mà. Lười biếng đi vệ sinh thì nhiều. Cái dáng phèn này của cậu, tôi đưa cậu xông pha giang hồ kiểu gì đây chứ. Mau đi đi. Ai đó? Thầy cô không dạy anh không được đi vệ sinh bậy bạ sao? Ai vậy? Lại là mày sao, Tiểu Hòa Thượng? Nghe Anderson, chuẩn bị chuyển tiền đi. Được thôi. Đi xử lý đi. Tài khoản tôi đã đối soát rõ, chỉ cần tôi nhấn nút này, vậy thì tiền sẽ là của anh. Giờ anh có thể giao chương trình cho chúng tôi rồi chứ?
Chỗ này giao lại cho anh. Em đi cứu người đi. Cái này anh định giải quyết sao đây? Chúng tôi làm ăn chân chính. Tôi còn không biết anh làm ăn chân chính hay sao. Hoạt động gây quỹ từ thiện xóa đói giảm nghèo ở Bắc Hoa của hội từ thiện Ánh Dương Mùa Hạ. Biết vậy là được. Cặp bố con này không dính dáng gì tới tôi đâu. Anh yên tâm, mấy chuyện này đều là tôi làm. Hai chúng ta giao dịch thành công. Tôi đã chuyển tiền sang cho anh rồi đó. Chuyển tiền thành công. Nhưng mà tôi chưa nhận được tiền. Không thể nào, anh kiểm tra đi. Anh muốn làm gì? Muốn ép bức tôi phải không? Tiền của tôi đã chuyển sang cho anh. Anh muốn ép bức tôi phải không? Anh muốn chơi tôi thì tôi sẽ chơi anh. Nào nào nào, cậu lại đây đi. Cái tên tiểu quỷ cậu là cậu giở trò phải không? Dừng tay. Tiểu Bắc, mau chạy đi. Từ từ. Tiểu Ngư sư phụ, công phu của cậu đỉnh thật đó. Đuổi theo. Thank you.
Để coi chạy đi đâu, chạy hướng nào bây giờ. Về nhà Thiếu Lâm Tự. Đứng yên, đừng cử động. Không được chạy. Đứng lại. Đi. Nhẹ tay thôi. Nhẹ tay thôi. Làm ơn đi, nhẹ tay một chút. Cứ sống ung dung bình thản. Hiểu rõ chưa? Làm bừa đúng là làm bừa. Nói bao nhiêu lần rồi hả? Đã kêu là đừng tự ý hành động bừa bãi. Thầy cô lo cho mấy đứa lắm biết không? Cảm ơn thầy cô. Không sao là tốt rồi. Bố, không sao, không sao chứ Tiểu Lan? Mọi người không sao chứ? Mọi người không sao chứ? Cảm ơn cậu và Tiểu Ngư đã cứu mình. Mấy đứa nhóc cung phu của chị Sang Sang là mình đã cứu họ ra đó. Cậu có thấy mình giỏi không? Tiểu Bắc, Tiểu Lan, bố hứa với hai đứa, sau này bố sẽ thường xuyên ở nhà với các con và sẽ không bỏ hai đứa ở nhà một mình. Còn con thì thấy không nên để bố ở ngoài nữa. Nào nào, cảm ơn con. Ôm một cái đi. Tôi đưa mọi người ăn một bữa ngon nha, có được không? Ăn ngon sao? Thầy à, chúng ta đi thôi. Đại hội khen thưởng năm học 2019-2020 trường thực nghiệm. Sau đây chúng ta cần đặc biệt khen thưởng bạn Lâm Thu Nam, khối trung học lớp 8/3, bạn Trương Tiểu Bắc, khối tiểu học lớp 3/2, các bạn Thích Tiểu Ngư, học sinh trao đổi trường Thiếu Lâm Võ Thuật. Ba bạn học sinh nêu trên đã hỗ trợ cảnh sát phá giải giao dịch xuyên quốc gia phi pháp. Từ khi bạn Thích Tiểu Ngư đến trường của ta, bạn ấy đã rất tích cực dẫn dắt các bạn của mình tham gia rèn luyện thể thao, đồng thời dạy các bạn kỹ xảo võ thuật Thiếu Lâm, khơi dậy một làn sóng yêu thể thao cùng xu hướng đề cao sức khỏe ở trường của ta. Hơn nữa, trong buổi kiểm tra thể lực năm nay, học sinh trường của ta đã tiến bộ vượt bậc. Do đó, chúng tôi quyết định tặng bạn Thích Tiểu Ngư danh xưng vinh dự học sinh ưu tú của trường ta. Tất cả đạt điều kiện, đồng thời mở một nhóm yêu thích võ thuật, lấy võ thuật của Thiếu Lâm làm trọng tâm để bồi dưỡng tinh thần võ thuật của các bạn học sinh ở trường chúng ta. Hãy nhiệt liệt vỗ tay mời ba bạn lên sân khấu. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư. Anh Thu Nam đâu? Mình cũng không biết. Vào vị trí. Chuẩn bị. Sẵn sàng.
đối diện với Lâm Thu Nam là tuyển thủ Song Kim Jong, quán quân của Hàn Quốc. Liệu cậu ấy có chịu được áp lực giành giải quán quân hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi nha. Thí sinh Hàn Quốc đang tấn công như vũ bão. Lâm Thu Nam đang bị áp chế. Thu Nam cố lên, Thu Nam cố lên, Thu Nam cố lên, anh giỏi nhất. Thu Nam cố lên, cố lên, cố lên Thu Nam, cố lên, cố lên. Sẵn sàng, bắt đầu. Thí sinh Hàn Quốc đang tấn công như vũ bão. Lâm Thu Nam bị ép vào đường cùng. Đòn đá xoáy này đỉnh quá. Thực lực của thí sinh Hàn Quốc rất mạnh, đến giờ đã ghi được 7 điểm. Thu Nam cậu giỏi nhất, Thu Nam cậu giỏi nhất, cố lên, Thu Nam cố lên, Thu Nam cố lên. Sẵn sàng, bắt đầu. Đổi tư thế, dùng chiêu thiếu lâm đại lực kim cang thoái, đánh trúng phần đầu của thí sinh Hàn Quốc. Thí sinh Hàn Quốc đang ngã xuống. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Làm được rồi, cậu ấy làm được rồi. Dùng một chiêu không biết là chiêu gì, hạ gục thí sinh Hàn Quốc, giành được ngôi vị quán quân. Tôi theo học, học chiêu thiếu lâm đại lực kim cang thoái của sư phụ Tiểu Ngư. Thiếu niên mạnh, quốc gia mạnh. Thiếu niên mạnh, quốc gia mạnh. Thiếu niên mạnh, quốc gia mạnh. Thiếu niên mạnh, quốc gia mạnh.